Ngày 1 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 người về hành vi môi giới mại dâm. Các đối tượng gồm Hwang Chang Nam, 42 tuổi, chủ nhà hàng quốc tịch Hàn Quốc, Chung Jong Pil, tổng quản lý Hàn Quốc, Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Tiến Trung, tổng quản lý Việt Nam về hành vi môi giới mại dâm. Theo điều tra, công an phát hiện nhà hàng Choi trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài. Nhà hàng Choi hoạt động từ tháng 7 năm 2023 đến nay do Hwang Chang Nam điều hành. Nhà hàng có 30 phòng karaoke không phép, cơ sở chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Hàn Quốc. Thông qua việc môi giới của quản lý, tiếp viên nữ bán dâm giá 3,8 triệu đồng một lượt. Tại nhà hàng có khoảng 180 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Thời điểm kiểm tra, ghi nhận việc 3 tiếp viên nữ của nhà hàng bán dâm với khách tại các khách sạn, chung cư như Akoya trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành và chung cư Sunrise City View trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7. Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều mũi công tác và đã bắt giữ được các nghi phạm khi đang lẩn trốn. Tổng số tiền mà nhóm thu lợi từ hoạt động mại dâm khoảng 20 tỷ đồng.